vài hộp đi, xong làm thêm đồ nữa mới về. Thế thôi. Ông không đi nhậu à? Đi đi, tỏa kê. Có gì cho cân cho. Thảo ăn mua BBQ ấy. Đâu? Có thịt nướng ấy. Ừ, có ăn thịt nướng thì bóng rồi, thích cái gì. Cô này là tàn hấu thôi. Đồ nướng thì mới đi qua rồi. Đồ nướng quay ra. Đây là tôi ra rồi. Like a
Ôi mà cái này lên màu đẹp vãi chưởng. À chết. Đây là sủi cung nha này. Cái gì nó hợp không? Một điểm nào ở trên thế giới? Không biết. Tìm cái biển chỗ nào có chữ ngô được. Đây, đây là quá trình bạn Hảo đang cạp ngô. Cạp bên này cạp bắp. Bạn ăn cạp thì còn chính xác là từng hột một đang đưa vào trong miệng. Miệng lại đi động. Bây giờ còn cái thằng này. Cái bớt nó không đẹp hơn. Đây là bạn Jun. Bạn này ngày trước là học ở bên chỗ đại học Gang Thép đấy. Không, có đại học trên thành phố à? Ừ, có cái đầy luôn. Khi mà đôi chuẩn bị nắm tay luôn á. Hai. Các bạn hãy hát bài gì đấy. Là hãy cho bài dây chuyên dùng của mình ạ. À. Em Huệ. Nó cũng vô duyên vậy. Đi đâu vậy? Đi đâu? Mình đang đi đâu nhỉ? Lên điện thứ tư của anh chị đang đi lên núi. Mình đang tắm sóng đỉnh. Đây là mình đang lên đỉnh, trong quá trình lên đỉnh. Thảo Anh Đúc có ý kiến nhưng có chia sẻ gì không Thảo Anh Đúc? Đang bận rộn để phòng thờ. Đêm ngày hôm nay. Có quà đâu? Thì tính sao? Đừng có tất cả nè em thảo em một tin vấn đấy đấu kiếp đấu hơn năm thảo làm gì đấy? Thảo á? Dạ em đang bước phòng. Đây là bác Tài. Bác Tài rất là phong độ cái này. Ồ, đường đẹp quá. Đường này đẹp phải có người cơ chứ nhấp nhấp tặng trông như giỏi này.
nhìn thấy được không? Ta thấy người với cảnh. Đi thấy ngự. Đây là bạn à, Dung bánh bèo. Dung ai đi. Mai đang là sinh nhật bạn Hảo, bạn ấy đang cố gắng diễn sâu, đang cố gắng viết nghe lời chúc. Nhưng mà nhìn trong cái viết thì bút này xấu á. Dùng lần cố gắng diễn sâu tại những bức hình này, cố gắng cầm ly cà phê, người ta không uống đâu, chắc là muộn đấy. Không một cầm ly cà phê, nhìn vào cái ly cà phê. Đây là tắt nghiệp đấy. Ngu lấy tiếng nè bạn Hảo, hôm nay nhân vật cái sinh nhật 24 của bạn, bạn ấy chơi ngu lấy tiếng. Rồi đi ra. Mấy câu đơn giản. Đây là em Huệ bánh bèo và đây là Dung bánh chuối. Đây là Hòa bánh khoai.